món quà đặc biệt muốn tặng riêng cho hôm nay sinh nhật của bà Sala. Năm số này là sẽ có 5 phần quà khác nhau. Bây giờ tôi xin mời tất cả các bạn mình vô tới ngồi luôn, vô tới ngồi đi lên. À, vậy tôi ngồi. Xong chưa? Rồi bây giờ Sala hôm nay là sinh nhật của con. Từ số 1 đến số 5 nè. Bây giờ con chọn dùng một chúng một số. Đó. Tất cả số này sẽ có một phần quà. À, con chọn số mấy? Chọn số 1. Tất cả các bạn, con có muốn đổi không? Con đổi số 5. Đổi số 5. Vậy lần nữa con có muốn đổi không? Không. Con đổi đúng không? Tất cả các bạn mình sẽ cho bạn Sara một tràng pháo tay thật lớn nè. Bây giờ tôi sẽ lấy ra nha. Bây giờ tôi sẽ lấy ra cái số 5. Đó. Các bạn mình sẽ kể nha. Đây là con, giữ con quà, lật kìa sau lưng các bạn xem. Đây. Số 1 là iPad 11 Pro Max. Số 2 là iPhone 14 Pro Max. Số 3 là máy bay được điện từ xa. Số 4 là hai bé đi du lịch Thái Lan. Đó. Rồi bây giờ tất cả các bạn, cái số này số 5 bạn Sara chọn ngẫu nhiên. Rồi tất cả các bạn mình xem không biết là Sara sẽ chọn cái gì nha. Tất cả các bạn chuẩn bị một quà đặc biệt từ Sara nha. Đó. 1, 2, 3, tất cả đây là cái gì?